Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang trong đợt chiều cường đầu tháng 10 âm lịch và dự báo ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 sẽ là giai đoạn đạt đỉnh của chiều cường. Đối với khu vực Tây Nam Bộ, nhận định đợt chiều cường này không cao bằng đợt chiều cường lịch sử hồi đầu tháng. Con nước sẽ thấp hơn gần 10cm nhưng vẫn gây ngập sâu nhiều nơi. Cụ thể, mực nước đỉnh chiều tại trạm Mỹ Thuận, sông Tiền cao hơn báo động 3 từ 25 đến 30cm, Tại trạm Cần Thơ sông Hậu cao hơn báo động 3 khoảng 15 đến 20 cm, còn tại Đông Nam Bộ, mực nước ở trạm Phú An, sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt báo động 3 từ 8 đến 11 cm. Tình trạng ngập có thể diễn ra tại vùng trũng thấp, ven kênh rạch thuộc các đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trên các tuyến đường mức độ ngập khoảng nửa bánh xe máy, người dân cần cẩn trọng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Mới đây tại buổi thảo luận ở tổ Quốc hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đa khoa Y Hà Nội, đề nghị chính phủ tuyên bố Việt Nam kết thúc đại dịch Covid-19 để sang giai đoạn chống dịch mới. Tuy nhiên đại diện của Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, nếu tuyên bố hết đại dịch thì Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức lớn như bị như bị động khi mà xuất hiện biến chủng nguy hiểm và có tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Theo Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng, khi công bố hết dịch, việc huy động chính quyền, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, người dân tham gia phòng chống dịch sẽ không còn được quan tâm đúng mức. Như vậy, người dân có thể có tâm lý chủ quan, lơ là. Việc kích hoạt áp dụng trở lại các biện pháp hành chính xã hội khi cần sẽ bị động. Ngoài ra, khi công bố hết dịch, các cơ chế chính sách đặc thù trong phòng chống dịch sẽ không được áp dụng như nghiên cứu, sản xuất hoặc mua, tiếp nhận, cấp phép, sử dụng vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc và sinh phẩm y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân trong tình trạng khẩn cấp ảnh hưởng đến triển khai các biện pháp phòng chống. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, virus SARS-CoV-2 liên tục có sự biến đổi với các biến thể mới, biến thể phụ, có khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ khả năng làm tăng nặng và tử vong. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận có việc gần 100 người Việt biến mất sau khi nhập cảnh với lý do du lịch qua sân bay Yangyang của tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, khiến các hãng bay và công ty du lịch liên quan phải tạm dừng đưa khách đến hết ngày 31 tháng 10. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích là du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Yangwon do đó thì những hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa khách du lịch đến đảo Yangyang của tỉnh Gangwon đến hết ngày 31 tháng 10. Theo Bộ Ngoại giao thì hiện đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm những người trên và đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. Tại Việt Nam, cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc. Đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ chiều tối nay đến ngày mai, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi dự báo có mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 26 tháng 10. Ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và rông. Từ ngày 27 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Từ nay cho đến ngày 27 tháng 10, trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 cho đến 5 m hạ lưu từ 1 đến 3 m Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2 nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Theo đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đêm ngày 24 tháng 10 và ngày 25 tháng 10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa lớn từ 100 đến 200 mm và sẽ tiếp tục có mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm trong chiều tối ngày 26 tháng 10. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng. Đối với Nghiêm Văn Hùng, 26 tuổi, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 19 tháng 9 vừa qua, một người phụ nữ sinh năm 1983, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xem Facebook thấy tài khoản Ken Ken do Nghiêm Văn Hùng sử dụng đăng bài trên nhóm Lion Group với nội dung Ai đã từng mất tiền ở sàn FXT Trading Market thì inbox em gửi lại cho. Vì trước đó thì chị này đã từng chơi và mất tiền ở sàn này nên nhắn tin với chủ tài khoản kể về việc từng chơi tiền ảo và bị mất tiền. Sau đó Hùng thuê xe taxi đi từ Bắc Ninh vào đến nhà chị này ở Hà Tĩnh. Khoảng 21 giờ cùng ngày Hùng đến và yêu cầu chị Hát chuyển trước cho Hùng 50 triệu vào tài khoản mang tên Nghiêm Văn Hùng. Số tiền này Hùng chuyển trả nợ hết. Tiếp đó, Hùng nói chị H chuyển số tiền 50 triệu đồng thì gỡ lâu, mất khoảng 20 ngày, được khoảng 7 triệu đồng. Nếu có khoảng 1,3 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng, Hùng sẽ gỡ cho chị trong vòng 17 tiếng. Và tin tưởng Hùng, chị này vay mượn bạn bè số tiền 900 triệu đồng chuyển khoản cho Hùng. Sau đó, Hùng đã vào thành phố Hồ Chí Minh và cắt đứt liên lạc với chị H biết mình bị lừa, chị H đã trình báo cơ quan công an. Cùng với lãi suất huy động thì trong 2 tháng qua tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng liên tục tăng nóng. Hiện giá bán 1 đô la Mỹ đã lên tới mức là 24.888,5 đồng, tăng mạnh 8,5% so với hồi đầu năm. Và với đà tăng của giá đồng đô la Mỹ thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. trong năm 2022 giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới liên tục tăng nóng do phép liên tục tăng lãi suất tất cả các đồng tiền chủ chốt trên thế giới đều mất giá mạnh so với đô la Mỹ chính vì vậy giá đô la Mỹ ở thị trường Việt Nam cũng bị tăng nhanh mạnh hơn so với mọi năm đầu năm 2022 giá bán đô la Mỹ chỉ ở mức 22.920 đồng đầu tháng 9 giá bán đô la Mỹ tăng lên 23.600 đồng thì đến ngày hôm nay ngày 25 tháng 10 giá bán đô la Mỹ đã lên mức 24.888 đồng, tăng 8,5% so với đầu năm 2022. Bởi vì ngân hàng nhà nước đã rất nỗ lực trong cái việc là để giữ ổn định cái tỷ giá này để nhằm 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 giữ những cái biến số khác của nền kinh tế nó ổn định hơn trong thời gian nhất định. Thế nhưng mà cái việc giữ đó nó tạo một cái chi phí rất lớn cho bản thân ngân hàng nhà nước cũng như cho nền kinh tế của chúng ta bởi vì là đồng đô la mạnh lên trên toàn cầu. Và trong khi đó thì tất cả các uh, nền kinh tế xung quanh uh, tức là không phải nước Mỹ, mà trong đó thì rất nhiều nền kinh tế mạnh ở trong khu vực của chúng ta thì đã để cho cái đồng tiền của mình yếu đi. Tức là vô hình chung tức là để cho đồng đô la Mỹ tăng lên một cách thực sự thôi. Thì tôi nghĩ đấy là phù hợp. Thì chúng ta cũng phải đi theo hướng đó nếu không chúng ta sẽ mất cái 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 thế cạnh tranh của nền kinh tế của chúng ta đối với các nền kinh tế khu vực. Thể nói việc điều hành tỷ biên độ giao dịch tỷ giá của ngân hàng trung ương vừa qua là phù hợp hợp lý, nó phù hợp với cái xu hướng chung của thị trường tài chính quốc tế. Khi mà các đồng tiền mạnh ở trên thế giới mất giá mạnh so với đô la Mỹ, thì việc điều chỉnh cái biên độ giao dịch tỷ giá giao ngay của ngân hàng trung ương nó vừa đảm bảo thực hiện tốt cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm giữ lạm phát, vừa đảm bảo hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đảm bảo đáp ứng cái cung cầu ngoại tệ trên thị trường nội. Trong những ngày vừa qua, giá bán đô la Mỹ tại các ngân hàng liên tục kịch trần biên độ cho phép của ngân hàng nhà nước. Điều này cho thấy áp lực đối với tỷ giá vẫn đang khá lớn và tỷ giá dự báo sẽ nhanh chóng vượt qua mức 25.000 đồng trong thời gian tới.